Xin chào anh chị nhà đầu tư ha Chào mừng anh chị mình đến với kênh youtube của em Kênh youtube chứng khoán NMC Finance Thì như thường lệ cuối ngày Em với anh chị mình cũng sẽ ngồi lại với nhau Để mà mình cùng xem qua cái vận động của thị trường của chúng ta Trong phiên giao dịch ngày hôm nay Cũng như là những cái hành động cho những cái phiên sắp tới Nhóm ngành cổ phiếu nào là cổ phiếu anh chị mình cần quan tâm Thì trong cái video ngày hôm nay Em với anh chị mình sẽ cùng đi qua mình phân tích về cái vấn đề này ha thì thị trường của chúng ta trong cái phiên ngày hôm nay thì uh, nó bắt đầu chị mình thấy là khi mà nó có yếu tố nó test về lại vùng nền biên dưới thì nó cái yếu tố cái thứ nhất là có một cái điểm tích cực chính là cái lượng cung hàng nó càng kiệt dần đúng không ạ nên là chỉ cần những cái lực cầu nó đã nhẹ thôi thì thị trường của chúng ta đã có những cái biên độ tăng có nghĩa là cái nhịp tăng này nó không phải là một cái nhịp tăng chính sống nên là cái việc mà nó khó rất là khó để mà cái yếu tố có yếu tố tăng nhanh tăng mạnh tăng sốc được và em cũng có đánh giá với chị mình á là cơ bản nó sẽ vận động theo một cái vùng nền biên trên biên dưới đúng không ạ biên dưới hiện tại là vùng một 10... 80, bên trên là khoảng đâu đó vùng 1030 đấy 30 chấm mít quanh cái ngưỡng này đối với thị trường của chúng ta ha và anh chị mình thấy sao trong những cái giai đoạn biến động của thị trường thì thị trường của chúng ta các cổ phiếu trên thị trường tận dụng những cái điều kiện rung lắc của thị trường đúng à tận dụng những cái phiên điều chỉnh giảm điểm lớn như thế này này để mà nó tạo ra những cái yếu tố thay đổi gọi là tạo ra những cái nhịp về độ về mặt thay máu đúng ạ à? dòng tiền từ những cái lượng hàng nhà tư cá nhân từ những cái lượng hàng của những cái hay gọi là cái lượng hàng tâm lý yếu thấy mà thị trường của chúng ta bắt đầu nó điều chỉnh giảm rồi đi chẳng hạn tạo ra những cái sức ép tạo ra những cái ngưỡng gọi là cái yếu tố về mặt tâm lý áp lực về mặt tâm lý thì bắt đầu nó sẽ có những yếu tố cái lượng cung hàng nó bị tuôn ra đúng không ạ từ đó những cái dòng tiền ngủ sẽ dần dần nó có những cái yếu tố nó thu gom và cái vấn đề những cái lượng cung của nhà tư cá nhân gọi là dần rơi rớt dần qua từng cái giai đoạn điều chỉnh của thị trường nó thể hiện qua cái yếu tố thanh khoản đúng không ạ anh chị mình thấy là sau cái nhịp gọi là gap down wash out đầu tiên thanh khoản gọi là cái lượng cung bắt đầu nó cạn kiệt đúng không ạ nhịp phía sau anh chị mình thấy cũng là một cái nhịp wash rung dữ thì sau đó anh chị mình thấy là bắt đầu cái lượng cung hàng nó dần nó dần nó cạn kiệt có nghĩa là những cái lượng hàng của nhiều tư, nhà đầu tư cá nhân bị rung dữ qua trong những cái giai đoạn vừa qua nên là nó chỉ cần những cái lực cầu nó đẩy nhẹ thì thị trường của chúng ta nó cũng sẽ có những cái biên độ của nó về biên dưới là về bên dưới có lực hồi phục lên bên trên nó sẽ bắt đầu nó xuất hiện những yếu tố áp lực ha để mà nó kiểm chứng những cái lực cầu giá cao đối với thị trường của chúng ta Vì hiện tại trên giai đoạn thị trường nó cũng đang trong một cái vùng nền biên sideways tái thức lũy hấp thụ ha và anh chị mình thấy một cái vấn đề tích cực chính là những cái giai đoạn gần đây thanh khoản bắt đầu nó có những yếu tố nó cạn kiệt dần đó, cái yếu tố có nghĩa là cái yếu tố kiệt cung nó đang dần hình thành trên cái cái thị trường của chúng ta và khi mọi khi những cái yếu tố tăng điểm mọi khi một cái mọi cái phiên tăng hay là điều chỉnh giảm nó đều có những cái dòng nó mang tính chất dự nhiệm và nên giá nó vẫn xoay quanh năm cái dòng chính trên thị trường của chúng ta thời điểm hiện tại là đầu tiên là nhóm ngành bất động sản, thứ hai nhóm ngành chứng khoán, thứ ba nhóm ngành thép, thứ tư nhóm ngành dầu khí và thứ năm là nhóm ngành khu công nghiệp. Là nhóm, năm cái nhóm ngành chính trong giai đoạn này và đấy chính là những cái nhóm ngành nó có được những cái bước chạy đà tốt, nó có những cái cổ phiếu nó vượt định để mà nó tạo ra những cái tín hiệu dẫn dắt cho những cái chu kỳ phía sau này. Đó là những cái nhóm ngành nó có khả năng cao nhất ha. Và anh chị mình thấy ngày hôm qua với ngày hôm nay cái yếu tố tăng điểm của thị trường nó tương đối giống nhau đúng không ạ các sự vận động à, gọi là biên độ của thị trường nó tương đối giống cái nghĩa là ngày hôm qua thị trường cũng tăng 7,37 điểm rất gọi là gọi là giống ngay giống như ngày hôm nay ngày hôm nay cũng 7,37 điểm đúng không à? thanh khoản nó có yếu tố nó gọi là nó hẹn nhiệt hơn một chút đó những cái vùng mà thanh khoản thấp đấy chính là những cái vùng an toàn cái là những cái vùng mà bắt đầu nó set up cho một gọi là cái cái chu kỳ mới đúng không à? ạ set up cho một cái nhịp sóng mới và thường những cái nhịp sóng mà nó đi lên từ những cái vùng gọi là cái vùng kiệt về thanh khoản á thì đấy chính là những cái đó chính là những cái vùng đi lên an toàn anh chị mình thấy trước mọi cái nhịp tăng á nó đều xuất hiện những cái vùng kiệt về thanh khoản đúng không à? anh chị mình thấy trước mọi nhịp tăng này nó, nó kiệt về thanh khoản thì nhịp tăng phía sau nó rất là bền đúng không ạ chít là là chít này trước mỗi nhịp tăng nó đều kiện thanh khoản thì nó có một cái biên độ tăng đúng không ạ nói nên là nó thể hiện cho cái yếu tố là đang nó tạo đang tạo ra một cái vùng sóng nghiêng biên lặng đối với thị trường này anh chị nói sau những cái yếu tố biên động lớn này đó thì bắt đầu nó kiệt về thanh khoản thì nhịp sau nó có một cái cái điểm sóng lên đúng không ạ còn bản chất thanh còn lớn rất là khó nó đi lên đúng không thanh còn lớn nó thể hiện cho cái yếu tố cái điều cái sự đeo bám đúng không ạ và anh chị mình thấy bắt đầu nó kiệt dần về volume này nó càng kiệt dần volume lượng cung không còn nhiều nữa lượng cung nó bị vắt kiệt đi thì sao chị chỉ cần một cái lực cầu đáy nhẹ thôi thì nó sẽ tạo ra một cái cơn sóng mới ha nên là đây chính là những cái điều kiện cần của thị trường chính là những cái vùng kiếp về thanh khoản các cổ phiếu bắt đầu tạo ra những cái xu hướng tái tích lũy đi gọi là tái tích lũy gọi loại gọi là để mà hình thành cho những cái dư địa phía sau ha và thị trường của chúng ta nhìn chung á là biên độ thì biên độ sideways đúng không ạ biên dưới thì sao chị biên dưới nó có lực đỡ biên trên nó có vùng kháng cự Đấy nên là nhìn chung về mặt cơ bản của thị trường nó vẫn vận động trong một cái biên độ này ha nhìn chung văn, vận động trong quanh cái biên độ này thanh khoản nó càng thấp thì nó sẽ càng an toàn và cái việc của anh chị mình á là chỉ chỉ tập trung cho những cái dòng tập trung cho những cái cổ phiếu thôi là chính ha và cái xu hướng hiện tại bây giờ Đấy thì anh chị mình sẽ thấy là cái yếu tố sự quỳnh trời Đúng không ạ? Biên dưới mua biên trên bán Và từ những cái bắt đầu nó khi mà nó tạo ra những cái cấu trúc tích lũy đủ á Gọi là nó uh, tích lũy đủ trong một cái khoảng thời gian Bắt đầu nó kiệt về thanh khoản Thì thì những cái dòng dẫn dắt nó sẽ bắt đầu nó lộ diện Kể từ những cái lúc bắt đầu nó xuất hiện một cái phiên xác nhận bùng nổ hướng lên á Thì đó chính là những cái nhịp gọi là cái nhịp uh, đánh sóng và cái những cái dòng dẫn dắt sẽ nó sẽ lộ diện trong những cái đoạn, gọi là gọi là, gia, gọi là giai đoạn tiếp theo. Còn hiện tại bây giờ là một cái giai đoạn gọi là thị trường đi ngang, đúng không ạ? Thị trường tái tích lũy hấp thụ. Nó là thì thông thường là các cổ phiếu là các cổ phiếu nó sẽ dần nó tạo ra những cái tín hiệu đầu tiên đúng không giống như là năm cái dòng vừa qua em có kể cho anh chị mình là đều có những cái cổ phiếu nó vượt đỉnh nó tạo tín hiệu trước đúng không ạ Tại thì nếu mà cái trường hợp thị trường bước vào một cái giai đoạn chính sống các cổ phiếu đồng loạt mở biên thì cái dòng dẫn dắt nó sẽ không thể nào nằm khỏi năm cái nhóm ngành này ha à, đấy nên là khi mà nó xuất hiện tín hiệu đông phe dòng tiền chọn lọc cái nhóm anh nào thì lúc đó mình sẽ đánh phân bổ cho những cái việc cho những cái uh, gọi là phân bổ cho những cái cái dòng nhận dắt đấy, phong bộ cái phân bổ cái thị trường lớn vào cái dòng nhận dắt và nắm cho một cái giai đoạn chính sống phía sau hai à, còn hiện tại những cái vùng dưới này này là cái vùng thứ nhất á, anh chị mình sẽ nếu mà chiến lược đánh ngắn thì đánh theo những cái biên độ sự win trade có nghĩa là biên dưới mua biên trên bán đồng thời cũng là những cái thời điểm để cho chị mình lấy những cái vị thế của năm cái nhóm ngành này trước mắt đúng không à, ạ có nghĩa là này, hiện tại bây giờ nó có năm cái nhóm ngành như thế này này anh chị đấy, mình gọi là phân bổ thị trường vào vị thế vào vị thế vào vị thế vào vị thế và vào vị thế đúng không ạ khi mà bắt đầu nó bùng nổ thì trường bùng nổ đi lên chính sóng thì nó sẽ một trong năm nhóm ngành này nó sẽ là những cái dòng mang tính chất dẫn dắt đúng không ạ thì lúc đó xem gì khi mà nó xuất hiện một cái phiên mở biên hướng lên đồng pha đấy thì cái dòng tiền nó chọn cái nhóm ngành nào thì bắt đầu mình sẽ phân bổ thì đồng vào những cái nhóm ngành gọi là cái nhóm ngành nó dẫn dắt thì lúc đó xem gì ở những cái thời điểm xác nhận vừa cái gọi là vừa cái yếu tố xác nhận hướng lên đấy thì đó chính là những cái trạng thái tốt nhất Đấy, cái thời điểm mua hướng lên tốt nhất đó chính là cái lúc mà thị trường của chúng ta vào sóng à, và em đánh giá với anh chị mình đó là cái hiện tại thị trường của chúng ta đã đi trong một cái nhịp độ tác tích lũy hấp thụ và nhịp này nó bắt đầu nó gọi là nó hình thành nên những cái dư địa phía sau và cái nhịp sau nếu mà bước vào giai đoạn chính sóng thì em đánh giá là khả năng nó sẽ về lại vùng một nghìn hai trăm đấy vùng hàng một nghìn hai trăm là vùng trước mắt gọi là một cái cơn sóng ngắn trước mắt đối với cổ phiếu là những cái vùng nền biên trên tại vì hiện tại bây giờ anh chị mình thấy có rất là nhiều những cái cổ phiếu nó đã tìm cần về lại những cái vùng biên trên thậm chí là nó bắt đầu nó gọi là nó hấp thụ vùng nền biên trên thậm chí là có những cái con nó vượt đỉnh đúng rồi đấy nó làm đánh giá với anh chị mình đó là cơn sóng hiện tại nó đang hình thành nên một cái biên độ tích lũy tốt và cái những cái yếu tố về mặt vĩ mô về mặt chính sách đâu đi chẳng hạn à? nó không có xấu từ giờ đến cuối năm đúng rồi những cái tin tức bắt bớ này kia nó sẽ không xuất hiện nữa trong từ giờ đến cuối năm lưu ý ha và chính sách hiện tại đang ủng hộ và anh chị mình thấy lãi suất nó tiếp tục nó hạ đúng không ạ nó hạ về lại thậm chí là thấp hơn cái thời covid nữa là chu kỳ tiền rẻ hiện tại bây giờ rất là nhiều đúng không ạ đấy nên là về mặt cái yếu tố về mặt vĩ mô là sao chị là vĩ mô nó ổn định vì mô thậm chí nó ủng hộ cho cái thị trường của chúng ta Đúng không ạ? là cái thị trường của chúng ta hiện tại bây giờ Chính là một cái giai đoạn nó hình thành nên Nó bắt đầu nó hình thành lên cho những cái dư địa chính sống phía sau ha, Trước mắt là vùng 1 hai Thậm chí là trong những cái giai đoạn sống sâu đi chẳng hạn Tích lũy đủ tốt á, thì nó có thể nó sẽ tiến về lại vùng 1 mươi vùng 1280 ha Nhưng mà trước mắt em đánh giá với anh chị mình á Cơn sóng này nó đang hình thành và cái dư địa của nó sẽ về lại đâu đó khoảng vùng 1 trăm Trong những cái cơn sóng trong những cái nhịp độ tiếp theo ha Nên là những cái vùng mà biên độ để đi ngang tái tích lũy hấp thụ siết chặt biên độ thanh còn thân, đó chính là những cái vùng để cho anh chị mình đi thu gom và mình đi chọn lọc và gọi là uh, cầm nắm cho những cái gọi là lấy những cái vị thế cho những cái dư địa phía sau này để mà đó chính là những cái gọi là cái 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 vị thế có sẵn đúng không cái lợi thế của anh chị mình khi mà bắt đầu nó bùng nổ nó hướng lên đi chẳng hạn thì cái thời điểm đó chính là những cái thời điểm anh chị mình đã có sẵn vị thế lúc đó anh chị mình sẽ đánh gia tăng ha và cái quan điểm của em trong ngắn hạn đối với thị trường thì nó sẽ tiếp tục nó tiến về lại những cái vùng biên trên có nghĩa là hiện tại bây giờ nó cứ sai quay thôi nó sai quay nó không tăng mạnh đâu nó tăng nó chỉnh nó tăng nó chỉnh nhưng mà cái hướng đến vùng biên lên biên trên lên biên trên này nó là yếu tố hấp tụ tốt lực cầu vào thì nó đẩy lên một cái nhịp sóng phía sau còn không thì nó cứ quay trở lại thôi anh chị có nghĩa là nó cứ biên độ sai quay như thế này nè đó tiếp tục ha còn khi mà nó đã tích lũy đủ bắt đầu dòng nhận nó xuất thì xu hướng của nó sẽ tiến về lại đâu đó vùng 1.200 trước mắt trong những cái khoảng đâu đó là từ giờ đến cuối năm hoặc là đầu năm sau đối với cái thị trường của chúng ta ha đã nên làm không tiêu cực đối với thị trường thời điểm hiện tại nữa, lưu ý ha đó là cái vấn đề của thị trường và ngày hôm nay anh chị mình thấy là cái yếu tố thị trường là Gọi là sau những cái yếu tố rút chân anh chị mình thấy uh, nó tạo ra một cái tiền đề gọi là những cái phiên rút chân trước đây có nghĩa là rút chân xong á là cổ phiếu nó gọi là cổ phiếu nó té lại đúng không rút chân xong cổ phiếu nó té lại là rút chân xong cổ phiếu nó té lại thì ngày hôm nay anh chị mình thấy là nó xanh ngay kể từ đầu đúng không nó có những cái dòng nó tiếp tục nó tạo ra những cái lực cầu đại giá những cái lực cầu giá cao mà tiếp diễn trong một cái xu hướng ngày hôm nay anh chị mình thấy nhóm ngành thép có nam kim có lúc là nó muốn vượt đỉnh đúng không ạ em đánh giá cái xu thế của những cái cổ phiếu này á, là xu thế nó đang vượt đỉnh đúng không ạ nó muốn vượt đỉnh trong những cái khoảng thời gian tiếp theo có nghĩa là nó đã phủ định lại cái phiên gọi là cái phiên rung dụ của ngày hôm trước có nghĩa là nó phải xuất hiện những cái phiên mà bán sang như thế này nè anh chị để mà chi để mà nó phải rung vũ được những cái lượng hàng tâm lý yếu những cái nhà đầu tư tâm lý yếu người ta bán ra thì bắt đầu xem chị nó phụ định lại và kỷ lực cầu nó chấp nhận nó hấp thụ vào mà ai muốn mua trong những cái giai đoạn gọi là bị rung vũ qua mà muốn mua lại thì phải chấp nhận mua trở lại những cái vùng giá cao ha nên là thường những cái cổ phiếu này á nó sẽ có một cái đoạn nó vượt đỉnh sau đó nó test lại để mà nó chờ đợi những cái mà cổ phiếu khác trong cái ngành nó tích lũy giống như là tới cái thời điểm giống như cổ đây chẳng hạn tại sao nó khó bùng nổ mạnh tại vì cái bản chất những cái dòng gọi là để mà hình thành lên dòng á thì bắt buộc nó phải có những cái sự bổ trợ của những cái mã cổ phiếu khác trong dòng đúng không nên là nó bùng nổ lên này sau đó nó té lại té lại đấy nó bắt đầu nó đi ngang để mà nó chờ đợi những cái cổ phiếu khác trong dòng để mà nó tạo ra một cái gì động tác tích lũy mới đúng không hay là đó là những cái mã cổ phiếu này giống như là họ sen đồ đi chẳng hạn bắt đầu mở biên này nó họ phát bắt đầu mở biên này ngày hôm nay chị mình thấy cái dòng dầu khí đúng không dòng dầu khí hôm qua có nói với anh chị mình rất là kỹ là cái cổ phiếu này, này, là cái cổ phiếu nó tạo ra những cái yếu tố phân kỳ đúng không là cái thị trường của chúng ta là một cái thị trường trong những cái nhịp độ vừa qua là cái nhịp sau nó à, gọi là nhịp vụ sau nó thấp hơn nhịp vụ trước nhưng mà cổ phiếu này vẫn duy trì được một cái xuống kênh trên của nó anh chị mình thấy điểm mua chai vào dòng tiền nó có này bắt đầu xong chị rung lắc thì cổ phiếu nó siết biên và cái những cái vùng mà gọi là cái cái vùng mà siết chặt cái biên độ này thanh còn thấp chứng tỏ cho những cái yếu tố cung hàng của nhà đầu tư không còn đúng không ạ nghe thị trường vẫn gọi là thị trường biến động nhưng mà những cổ phiếu này cái lượng hàng đã thuộc về những cái nhà đầu tư tổ chức đúng không ạ nó là những cái lượng hàng đã chỉ chờ đợi một cái tín hiệu của dòng tiền gọi là cái thị trường chung của chúng ta ổn định và hàng ngày hôm nay đổ bộ vào tạo ra những cái phiên xác nhận và thông thường những con này nó sẽ có những cái giai đoạn vượt đỉnh phía sau và anh chị lưu ý ha anh chị mình thấy về một cái mẫu hình đi ngang hàng mẫu hình của cổ phiếu này đây là một cái mẫu hình gọi là spring của Cup đúng không ạ đây là những cái điểm spring sau những cái điểm spring này này là cổ phiếu hướng lên lại được có nghĩa là những cái điểm rung dũ này này là cổ phiếu nó không cho cái cơ hội để mà mua trở lại vùng giá thấp thì đấy chính là một cái mục đích của cổ phiếu tạo ra những cái mô hình rung vũ ha và quay trở lại nên này tạo ra một cái yếu tố tích Gọi là uh, kiểm tra cái lượng cung hàng Tết đi tết lại liên tục Dòng tiền mò chạy vào Tết lại Volume thấp Anh chị thấy không Sau những cái yếu tố volume thấp Đó chính là những cái thời điểm an toàn Lưu ý anh, anh chị mình thấy giống như cái nhịp này nè anh chị Nói Bắt đầu siết chặt biên độ này thanh còn thấp này dòng tiền moi chai vào thì sao chị khả năng vượt định cổ phiếu rất là cao khả năng bước vào một cái mới rất là cao nếu mà cộng hưởng với yếu tố thị trường chung ủng hộ trong giai đoạn tới thì cái dư địa gọi là cái thời gian tăng nó sẽ kéo dài cái, cái dư địa tăng nó sẽ được kéo dài lưu ý ha mà chị mình thấy rất là nhiều những cái nhóm ngành nó đang xuất hiện những cái tín hiệu như thế a à, ngày hôm nay bvs này bvd này đúng không à, BVD cũng có tạo ra yếu tố mở biên anh chị thấy trong giai đoạn vừa qua nó giữ nền rất là tốt đúng không à, kiếp về thanh khoản ngày hôm nay mở biên lên đấy thì tạo ra một cái xu hướng mới hay là thậm chí BVC này xu hướng đang muốn vượt đỉnh đúng không à, cái vùng điểm bài vót cổ phiếu là vùng giá 15.5 và khả năng em đánh giá sau những cái đoạn rung lắc rung dũ như thế này này lực cung bắt đầu nó càng kiệt dần đây chính là những cái điểm mồi chài để mà nó tạo ra những cái điểm bài vót phía sau ha à, thì trong những cái yếu tố nhận định của em thì ngày hôm qua cũng có đề cập với anh chị mình có nghĩa là em cũng hướng gọi là cũng đưa ra những cái chiến lược cho anh chị mình đó, là mua là mua tại nền mua là mua tại cái những cái vùng nền biên dưới đúng không ạ ngày em mua ngày hôm qua này nhóm ngành thép anh, uh, trong cái room khách hàng của em là em có đề, gọi là có cập nhật cái khuyến nghị của mình là mua cổ phiếu uh, giống như là hòa phát mua anh chị mình mua uh, dưới vùng giá 26.5 ha tại target trong ngắn hàng thì còn 7 đến 10 phần trăm nếu mà cổ phiếu nó vào sóng thì lúc đó mình đấy chính là những cái cái uh, cái uh, cái 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 lợi thế cái vị thế có sẵn của anh chị mình để mình gia tăng sau này ha đấy thì anh chị mình thấy hò phát đi chẳng hạn hôm qua 26.5 cũng quanh cái mức giá tham chiếu đúng không à, ạ ngày hôm nay bắt đầu bùng nổ thì cái vị thế của anh chị mình nó sẽ an toàn và thiên hướng anh chị mình thấy á, là cổ phiếu nó thứ nhất là nó giữ nền cái thứ hai á, là anh chị mình thấy cái những cái phiên mà rung lắc này thanh khoản nó không có nhiều đúng không à, ạ bắt đầu sau đó nó phù định lại thì thông thường nó sẽ có những cái giai đoạn nó bứt thoát phía sau lưu ý nha đấy ngày hôm qua 26.5 hiện tại bây giờ đang lại hai phần trăm thì cái vị thế của anh chị mình nó sẽ an toàn hơn ha hay là cái cổ phiếu của nhóm mình dầu khí đấy chẳng hạn đúng không ạ ngày hôm qua dòng dầu khí này đó, BVD BVS BVC này đó, hôm qua có phân tích với anh chị mình á là phiên quát ao thứ sáu về đỡ cung hấp thụ test cung biên dưới hồi phục như vậy là khá là tốt ha khả năng cứ duy trì biên trên biên dưới thôi về biên dưới hồi phục là biên trên Đấy, dòng dầu khí ngày hôm qua có gia tăng thêm đúng không ạ BVD BVS BVC anh chị mình có thể mua thêm này đúng không ạ anh chị mình thấy BVD BVS BVC mua trong những cái lúc thị trường ảm đạm thì anh chị mình sẽ có được những cái lợi thế đúng không ạ lúc mà những nhà tư khác không nhìn thấy được thì mình vào gọi là mình vào á thì mình mới nó có được những cái vị thế đúng không sau những phiên rung vũ này cổ phiếu test lại kiệt thanh khoản đó chính là những cái vùng an toàn để cho anh chị mình mua đúng không anh chị mình mua thêm này thì hôm ngày hôm nay bùng nổ lên lại gọi là cái vị thế mua thêm chị mình lại 4,58% phần trăm chưa kể những cái vị thế có sẵn trong này ha hay là thậm chí con bvs đi chẳng hạn đấy mua cái bùng nổ lên năm anh chị mình thấy cái vị thế của anh chị mình rất là an toàn đúng không ạ nghĩa là cổ phiếu này nó gọi là nó vẫn trơ trọi với những cái sự gọi là cái sự rung lắc của thị trường đúng không à, ạ tạo vẫn tạo ra những yếu tố dự giá tạo ra những yếu tố trong tiền mồi trà đúng không à, ạ kiếp về thanh khoản đây chính là những cái vùng cực kỳ an toàn nhưng cái lúc nhà tư khác chán nản thì đấy chính là những cái thời điểm an toàn nhất còn lúc mà bắt đầu thị trường sôi động bắt đầu những cái cổ phiếu mà nó có nhiều cái sự chú ý thì lúc đó là cái sự đeo bám nó sẽ diễn ra lưu ý à, và thông thường những cái sự đeo bám nó diễn ra thì bắt buộc nó phải có những cái giai đoạn gọi là giai đoạn rung vụ hoặc là giai đoạn hấp thụ thì nó sẽ mất thời gian hơn nó sẽ nhấp nhằng hơn anh chị mình đơn cử giống như cái thời điểm này của thị trường đây chẳng à đúng không ạ khi mà nó đi lên này nó không cần volume đúng không ạ nó đi lên trong những cái sự nghi ngờ và những cái sự ngỡ ngàng nhưng mà bắt đầu xong chị nhà đầu tư thấy gọi là nhà đầu tư thay đổi quan điểm đúng không ạ những cái nhà đầu tư mà tiêu cực trong khoảng thời gian vừa qua bắt đầu thay đổi quan điểm và tìm kiếm những cái cơ hội thì chị mình thấy thị trường nó bắt đầu nó nhập nhạt đúng không ạ có sự đeo bám vào thì nó bắt buộc nó phải có những cái nhịp nó rung dữ như thế này này thì bắt đầu nó mới tạo ra một cái dư địa để mà nó lên tiếp được ha anh đấy nên là những cái con những con bvd này bvs này đó là những cái cổ phiếu những cái đi mua trong cái khoảng cái phiên ngày hôm trước đấy là những yếu tố kiệt thanh khoản siết chặt biên độ thì chị mình thấy rất là an toàn ngày hôm nay bùng nổ lên thì cái vị thế của anh chị mình nó gọi là cái sẵn của anh chị mình nó sẽ an toàn ha, hay là thậm chí BBC đi chẳng hạn cũng lại 400 đúng không à, ạ 400 này đấy ngày hôm nay có một cái điểm tích cực là những cái cổ phiếu lớn của nhóm ngành dầu khí nó vẫn tăng đúng không à, ạ giống như là BLS đi chẳng hạn đấy là những cái cổ phiếu nó tạo được cái vùng nền đúng không à, ạ ngày hôm nay có một cái tín hiệu hỗ trợ là dòng tiền nó vào tương đối đồng thuận của nhóm ngành dầu khí này đúng không ấy nên là ngày hôm qua chính là một cái điểm đè cho anh chị mình đánh gọi là đánh hoặc là gia tăng đưa qua mua thêm này nhóm ngành thép đấy hiện tại bây giờ mình vẫn xoay quanh năm cái nhóm ngành chính thì trong cái phiên sáng nay em cũng có đưa ra một cái yếu tố về nhận mặt nhận định ha thì chị mình thấy là thị trường của chúng ta nè hiện tại bây giờ trong vẫn trong một cái nhịp độ sideways tích lũy các dòng lần lượt nó phân hóa nó phục hồi theo sau mọi cái nhịp dẫu đấy đến cái nhóm ngành thép nè xu hướng vượt đỉnh tạo tâm lý tích cực cho thị trường sau mọi cái được rung dẫu này một phiên gần này của thị trường á thì ghi nhận cái mức thanh khoản sụt giảm cho thấy cái lực cung nó rơi rất dần qua từng cái nhịp độ và bắt đầu nó siết chặt biên độ tạo ra một cái nền cho các cổ phiếu các nhóm ngành khác hình thành nên như địa cho một cái giai đoạn chính sóng phía sau thì xu hướng thị trường đang gọi là hiện tại bây giờ đang về biên dưới lực cung cản kiệt nên là khả năng chỉ cần một cái lực cầu nó nhích nhẹ thôi đấy thì nó sẽ tạo ra một cái nhịp hồi phục tốt trong một cái biên độ khoảng 1, 1080 vùng 1130 ha thì thị trường hiện tại tạo ra một cái tâm lý xây vòng liên tục nên là trạng thái gọi là không nên cầm phun tiền đúng không anh chị mình cầm phun tiền thứ nhất anh chị mình sẽ chịu không nổi cái thứ hai là đến những cái lúc mà anh chị mình bắt đầu mình xuống tiền á mình cảm thấy cái cổ phiếu nó tăng tăng giá tốt mình xuống tiền á mình vào tiền á thì đó là rất là dễ gặp những cái nhịp điều chỉnh tại vì đấy đây không phải là giai đoạn chính sóng mà anh chị mình mua bùng nổ được đúng không mà đây chính là những cái giai đoạn nó đi xaway đúng không nó đi xaway thì cái việc mà anh chị mình mua trong những cái lúc test lại hay là mua những cái cổ phiếu nó tại nền thì nó sẽ cực kỳ an toàn cho anh chị mình và nó sẽ tối ưu hóa được cái vị thế của anh chị mình đúng không ạ còn những lúc anh chị mình thấy khi mà nó bùng nổ lên nó gặp ngay cái vùng kháng cự đúng không ạ thì cái cổ phiếu nó có những cái động thái nó retest về cái những cái khoảng lỗ nó sẽ không xuất hiện nhiều cái nghe là không lỗ lớn nhưng mà cái bản chất xem gì nó sẽ gây ra một cái hiệu ứng tâm lý tâm lý cho anh chị mình và tạo ra những cái tiền đề không tốt Đấy, tạo ra những cái tiền đề không tốt ở đây á chính là những cái lúc mà mua bùng nổ lên cổ phiếu này test lại đến một cái lúc nó bùng nổ thật thì anh chị mình không dám mua thì lúc đó anh chị mình lại bị lỡ sóng hay nên là trong những cái trạng thái này của thị trường này em có đánh giá với anh chị mình là tuyệt đối không nên cầm full tiền lưu nha Đấy, không nên cầm full tiền này đấy thì chiến lược hiện tại vẫn đánh theo một cái biên độ swing đấy mua biên dưới bán biên trên trước khi có những cái dòng nhận dắt mới xuất hiện đồng thời sẽ theo dõi những cái dòng nó có khả năng dẫn dắt đặc tính là các bước chạy đà tốt khoảng thời gian vừa qua và có những cái mặt cổ phiếu vượt đỉnh giống như là bất động sản có BDR đúng không chứng khoán có BSI đây là những cái cổ phiếu nó mang tính chất tín hiệu ha hay là khu nghiệp SSC này thép năm kim dầu khí BVD VVS. ha hiện là những cái cổ phiếu gọi là những cái dòng nối trội trong một cái bước chạy ra đầu tiên này thì hiện tại dòng banh vận động hồi phục cơ bản nó để mà nó giữ nhiệt độ cho cái chỉ số chung dòng chứng thép bất động sản là độ nhạy so với thị trường nên là các biên độ swing đó là cái biên độ để mà nó nó gọi là nó đủ biên độ để mà nó tối ưu khi mà mình đánh những cái chiến lược swing trade ha à, còn các nhóm tiếp theo này giống như là khu nghiệp SSC, ADC, VGC, KBC là các cổ phiếu nó đang có những cái độ đồng thuận tích lũy mở biên hướng lên đó chính là những cái giai đoạn đồng pha với thị trường thì lúc đó nó sẽ vào sóng dòng dầu khí này BVD, BVS, BVC biên độ siết chặt điểm môi dòng tiền chưa phủ định lại thì trong những cái nhịp lắc vừa qua. Trường hợp dòng tiền vào mở biên xác nhận á, thì nó sẽ là những cái nhóm, nhóm ngành tiếp theo nó có khả năng vượt đỉnh ha. À, thì xu hướng nó sẽ xoay quanh năm cái nhóm ngành chính là anh chị mình thấy là dòng chứng khoán này, bất động sản, thép, khu nghiệp dầu. Thì thị trường của chúng ta có vào sóng chính á, thì khả năng năm cái nhóm ngành này nó cũng sẽ là cái nhóm ngành dẫn dắt cho một cái giai đoạn chính sóng. Thời điểm xác nhận tốt nhất đó chính là những cái giai đoạn lúc mà nó tích lũy đủ, đồng vai hướng lên với yếu tố thị trường ha. À, thì giai đoạn đi ngang tích lũy này nên các biến động diễn ra nó đang xen. lại lỗ thì nó xoay vòng, đúng không ạ? Liên tục với những cái mà cổ phiếu chị mình mua tại nền tại nên là duy trì trong một cái biên độ nền á thì chị mình cứ tiếp tục cầm nắm ưu tiên cơ cấu những cái mà cổ phiếu yếu hơn thị trường để mà sang những cái mà cổ phiếu nó có cấu trúc phân kỳ về giá để mà tối ưu về cơ bản nhịp tăng á thì các cổ phiếu nó sẽ có những cái độ phân hóa à, thì xu hướng này vùng này đi gom những cái vị thế xoay vòng năm cái nhóm hành chính Đấy, năm cái nhóm hành chính em có đề cập với anh chị mình ha tới lúc tới khi mà thị trường bước vào giai đoạn chính sóng thì dòng nào dẫn dắt mở biên á thì lúc đó gọi là cái dòng tiền được chọn lọc á, thì mình sẽ phân bổ cái tỷ trọng tập trung uh, tỷ trọng lớn cho những cái cho cái dòng đó đấy thì nó sẽ phù hợp còn đoạn này giai đoạn chính là giai đoạn hình thành nên dư địa nên là mình cứ lấy vị trí thế trước là ok ha đấy nên là cái chiến lược của em đấy là những cái nhận định của em trên cái thị trường của chúng ta uh, trong cái giai đoạn này cũng như là những cái giai đoạn sắp tới có nghĩa là về mặt uh, giai đoạn chính sóng á, khi mà tích lũy đầu á, thì trước mắt nó sẽ về lại đâu đó là khoảng vùng một Đấy, khi mà bước vào một cái cái nhịp độ sóng mở biên hướng lên ha đấy nhưng mà cái yếu tố về mặt tích lũy như thế này này đấy, thì hiện tại bây giờ chưa biết khi nào nó tích lũy xong nên là cái việc của anh chị mình đó là thứ nhất mình đánh ngắn theo biến độ sự quân cái thứ hai là bắt đầu dần dần gom những cái vị thế cho mình gọi là mình đánh sóng cho những cái nhịp độ sau này đối với thị trường của chúng ta và vẫn xoay quanh năm cái nhóm ngành chính đó thì chị đấy là chính là năm cái nhóm ngành mà mình đánh giá là nó nếu mà nó dần dắt thì nó cũng sẽ nằm trong một cái năm à, cái nhóm ngành đó lưu ý ha đó là cái yếu thị trường còn về mặt ngắn hàng thì trở thấy thanh còn thấp là thanh còn an toàn lưu ý ha và cái biên độ nó vẫn đi trong một cái nhịp độ swing đã ngày hôm nay chính thức vượt khỏi vùng 1100 đúng không ạ biên độ swing thì cứ biên trên biên dưới thôi đã không có những cái vận động gì mới đúng không ạ nên là gọi là trong cái khoảng thời gian vừa qua nên là cơ bản sao chị cơ bản là cơ, cơ nên là cơ bản á là cơ bản á là sao chị cơ bản á là mình cứ đi thu gom làm sao để mà tối ưu hóa nhất kiểu những cái vị thế đúng rồi vị thế của anh chị mình nó sẽ, thì nó sẽ tốt ha cái nên những cái vị thế tốt là những cái vị thế mua tại nền hay là mua khi mà cổ phiếu nó test lại về những cái vùng nền biên dưới thì nó sẽ tương đối tốt hơn ha đấy là cái vấn đề của thị trường của chúng ta rồi cái nhận định về thị trường á, thì em cũng cái quan điểm của em là không thay đổi là thị trường đang trong một nhịp tích lũy Phải sau nhịp tích lũy này á, thì nó sẽ bước vào một, một cái giai đoạn chính sóng ha lưu ý ha đó là cái yếu tố thị trường rồi cái nên là cái quan trọng nhất là trong giai đoạn này các cổ phiếu các dòng á thì nó sẽ liên tục nó xoay vòng với nhau nên là anh chị mình sẽ Đưa em mình phân tích về một vài cái cổ phiếu một vài cái điểm gọi là điểm nổi trội để cho anh chị mình có thể lưu ý tới đây cũng tập trung xoay quanh năm cái nhóm mình chính ha thì nếu mà anh chị mình lần đầu tiên xem video của em anh chị mình đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất cũng là những cái động lực để mà em ra những video tiếp theo nếu mà anh chị mình thấy phù hợp với quan điểm đầu tư phù hợp với những cái góc nhìn của anh chị mình thì anh chị mình có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0339 0, 7, 9, 8, 5, để mà cùng đồng hành cùng em trong room khách hàng mình nhận những cái khuyến nghị nó cụ thể nhất nó sâu sắc nhất trong viên ha rồi tiếp theo mình sẽ đi qua mình phân tích về một vài cái nhóm ngành. Đầu tiên là nhóm ngành dầu khí đi chẳng hạn. Anh chị nhìn thấy là sau những cái yếu tố cổ phiếu nó có điểm mò dòng tiền và anh chị mình thấy là những cái nhịp độ của thị trường chung á thì chị mình thấy đây chính là những cái cổ phiếu nó đỡ cung tốt hơn so với thị trường. Đúng không à? ạ? Nó tạo ra những cái cấu trúc phân kỳ này. Cái thị trường của chúng ta là thị trường nó để đáy, sau cái nhịp à, quá sau nó thấp hơn quá nhịp quá trước nhưng mà cổ phiếu nó có những cái động thái nó giữ nhịp được. Đúng không à? ạ? Nó vẫn có những cái nó thể hiện cho yếu tố á, là dòng tiền nó được đỡ và có một cái điểm này. Hôm nay chính là một cái điểm xác nhận. Sau yếu tố kiếp biên độ ship biên thì ngày hôm nay mở biên lên. và em đánh giá xu hướng tiếp theo nó sẽ vượt khỏi vùng giá 40 đấy để mà tạo ra những cái điểm vượt đến mọi thời đại từ đó nó sẽ tạo ra những cái cổ phiếu nó mang tính chất tín hiệu cho cái dòng cho những cái dư địa và bước vào một cái nhịp độ sống phía sau lưu ý ha đấy nên là những cái điểm mua tại nền như thế này là những cái điểm mua nó cực kỳ an toàn ha đấy nên là em cũng có đề cập với anh chị mình trong những cái khoảng thời gian vừa rồi đấy nên là kiết anh còn này anh chị thấy bắt đầu gọi là những cái lượng hàng rung vũ này sau giai đoạn rung vũ anh chị thấy thanh còn nó cạn kiệt dần đúng không? rất là cạn kiệt Đấy, thì chỉ cần những cái lực cầu nó bắt đầu nó mở biên nó đã nhẹ thôi thì chị mình thấy đây chính là một cái phiên xác nhận mở biên đúng không ạ đấy thì xu hướng tiếp theo là xu hướng bước đỉnh Nên là có hàng thì mình cứ tiếp tục cầm nắm không vấn đề gì cả hay là tiếp theo là cổ phiếu của bvd đi chẳng hạn anh à, ngày hôm nay mới biên bùng nổ lên rồi thì toàn bộ những cái vị thế vùng nền dưới đây của anh chị mình á là nó sẽ an toàn đúng không ạ và anh chị mình thấy cổ phiếu nó có cấu trúc phân kỳ kiếp về thanh khoản đúng không ạ đã có tạo ra một cái những cái phiên test cung liên tập ở những cái vùng nền đúng không ạ test cung mà cạn kiếp thanh khoản và phiên sau đó với dòng tiền bùng nổ vào thì chị thấy đây chính là một cái điểm xác nhận đúng không ạ tạo ra một cái phiên đẩy nền và xuống tiếp theo nó sẽ là một cái xuống nó vượt đỉnh tiếp theo ha nên là những cái vị thế mua tại nền hay là mua những cái ngày hôm qua chị thấy ngày hôm qua chị mình mua là ngày hôm nay tăng luôn á là cái vị thế của anh chị mình nó rất là an toàn đúng không anh chị mình khỏi tốn công anh chị mình chờ đợi nữa đúng không còn những cái toàn bộ những vị thế dưới này này đều là những cái vị thế hôm nay là vị thế an toàn đúng không? nên là nếu mà cái trường hợp mà nó có yếu tố test lại đi chẳng hạn thì cái mốc vùng giá ba hai mươi tám chỉ là cái điểm hỗ trợ nên là có thể canh những cái điểm test lại mà anh chị mình có thể lưu ý tới ha còn nếu mà không test lại thì sao gì thì nó sẽ gọi là tạo ra những cái sự tăng giá bỏ rơi và hầu như là nó không cho cơ hội anh chị mình mua trở lại những cái vùng giá thấp nữa thì toàn bộ những cái vị thế dưới này nó lại là những cái vị thế tốt của chị mình là anh chị mình mua được những cái vùng giá cực kỳ thấp Đấy, tạo ra một cái vùng nền an toàn của anh chị mình có nghĩa cái nền này là cái nền nó tạo ra được những cái dư địa của nó lưu ý nha đấy hay là tầm, chỉ là PVC đi chẳng hạn Đấy kỳ điểm bay vớt của cổ phiếu là vùng giá 15.5 đã bước thoát 15.5 là cổ phiếu nó vào một cái nhịp sóng ngay. Nhưng mà sóng vượt đỉnh đối với cổ phiếu. Và anh chị mình thấy cái nền này, này. Đấy, nó gọi là khi mà nó về lại bên trên thì cổ phiếu nó liên tục nó tạo ra những cái điểm test. Test càng ngay càng kỳ cung, đúng không ạ? Dòng tiền mò chạy vào này thì nó có một cái điểm bài là vượt khỏi nhẹ 15.5. Đấy hôm trước có đề cập với anh chị mình đó, những cái vùng này anh chị mình cứ lấy vì thế thoải mái. Đúng không? Khi mà nó tạo ra một cái điểm bài chính là những cái thời điểm gia tăng. Thậm chí là ngày hôm qua cũng có đề cập trong cái room khách hàng của mình là anh chị mình cứ lấy vào. Đúng không? Mình cứ lấy vào lấy thêm. Thoải mái không vấn đề gì cả. Đúng không ạ? Và những cái điểm tiếp theo nó sẽ là một cái điểm bay xác nhận vùng giá 15.5 ha và những cái cổ phiếu khác của cái dòng giống như BR thì BR nó hơi chậm nhịp hơn một chút và anh chị mình thấy con BR á tại vì sao nó tăng chậm hơn tại vì cái bản chắc anh chị thấy là cái bước chạy đèn nó yếu hơn đúng không ạ có nghĩa là con BVC BVD BVS thì hiện tại bây giờ nó đang tìm cận về những cái vùng nền đỉnh trước nên là nó sẽ cho thấy được cái, yếu tố là cái dòng tiền đã đã chọn lọc rồi đúng mà nó chọn lọc những cái cổ phiếu này cổ cổ phiếu mà nó về lại vùng đỉnh đỉnh trước rồi có nghĩa là bước chạy đà nó càng thanh thoát á, thì nhịp sau tăng nó sẽ càng mạnh đúng không ạ có nghĩa là cái độ đầu cơ khi mà nó vào sóng nó sẽ được thu hút một cái dòng tiền nó tốt hơn hay à, còn đối với những con con BR thì cái nền này nó chưa bước thoát được có nghĩa là cổ phiếu á, cái nền này nó cơ nền rất là an toàn nhưng mà sao chị nhưng mà đánh đổi lại á, thì nó sẽ tăng một cách nó hơi chậm một chút đó nên là chung nếu mà chị mình ưa thích thì những vùng này nó rất là an toàn để mua nhưng mà để mà một cách nó tối ưu á thì em đánh giá với chị mình á, là BVD, BVS và BVC nó sẽ là những cái sự lựa chọn nó tối ưu hơn như vậy ha còn BV Better thì khi mà dòng nó tăng thì em đánh giá sớm muộn gì nó cũng sẽ rắc được nhưng mà cái quan trọng á, là nó sẽ không tối ưu bằng so với những cái sự lựa chọn tốt nhất của anh chị mình đúng không ạ sự lựa chọn tốt nhất ở đây chính là BVD BVS BVC ha à, hai tiếp theo những con BLS ngày hôm nay mở biên đúng không nó tạo ra một cái tiên đề tốt cho cái dòng của nó đó nên là xuống tiếp theo là xuống bờ đỉnh đúng không ạ dòng tiền bắt đầu mò trà vào đấy thì BR cũng tương tự là một cái nơi này này Đấy, khả năng tiếp theo nó sẽ là những con bước thoát nhưng mà những con đó là những con thuộc dạng nó tăng đến từ cái việc mà nó được kéo theo chứ không phải đến từ cái nội tại của cổ phiếu phải lưu ý ha nên là khi mà nó gọi là giống như BR đi chẳng hạn khi mà thị trường chung của chúng ta tốt thị trường chung ủng hộ thì những con này nó vượt để gọi là tạo ra một cái biên tăng rất là dễ nhưng mà bạn chắc nếu mà cái trường hợp á, mà thị trường chung của chúng ta rung lắc nó có những phiên điều chỉnh như thế này đi chẳng hạn thì nó rất dễ nó quay trở lại nền còn những con khác là sao chị hồi phục biên trên thì về lại còn là test lại thì nó cơ bản nó sẽ có biên nhưng mà nó giữ được cái nhịp độ của nó tới nên là làm sao để mà tối ưu nhất thì mình chọn những cái cổ phiếu nó có bước chạy ra tốt nhất đấy thì để mà anh chị mình đánh ha à, thì những cái con nào mà tìm cận vùng đỉnh trước sớm chắc này có nghĩa là về lại vùng đỉnh đỉnh trước sớm nhất khi mà nó giảm giảm chung nhưng mà khi mà nó hồi phục quá thì con này hồi phục một cách mạnh mẽ nhất nó về lại vùng đỉnh trước uh, sớm nhất thì đó chính là những con nó sẽ là những con nó mang tính chất dẫn dắt lưu ý ha đó là dòng vũ khí này rồi tiếp theo qua cái dòng uh, thép dòng thép anh chị mình thấy năm kim đấy bắt đầu phu định lại thì ngày hôm nay bắt đầu có xuất hiện yếu tố áp lực trong ngắn hạn thôi cơ bản sao gì cơ bản là yếu tố áp lực bình thường đúng không nhưng mà cơ bản cổ phiếu này nó vẫn duy trì được một cái biên độ swing của nó Đấy, biên trên hiện tại là vùng giá 23 biên dưới gì 21 một nếu mua các mua về cứ canh những cái điểm test lại hoặc là xem chị hay là đây nó bứt tốc luôn tại vì thường những thông thường á nếu mà trường hợp cổ phiếu nó khỏe mà nó bứt tốc luôn á thì khi mà nó bứt thoát từ những cái vùng mà thanh còn nó còn lớn á, thì thông thường nó sẽ có những cái điểm test lại phía sau anh chị mình cũng không có vòng phải vội vàng gì cả hai còn một á là phải chờ đợi test lại biên dưới hoặc là xem chị để mà nó bùng nổ luôn sau đó nó test lại gọi là test lại cái điểm nền á thì nó sẽ là những cái điểm vào của anh chị mình hai à, còn hiện tại bây giờ về lại kháng cự thì cổ phiếu nó có yếu tố rung lắc là hoàn toàn bình thường cổ phiếu nó vô định lại như thế này đây chính là những con cổ phiếu khỏe đúng không anh chị mình thấy kẻ xu hướng vừa qua anh chị mình mua đâu có gọi là đâu có lỗ đâu đúng mà tính tới cái thời điểm hiện tại ha nên là đối với những con này nè canh một cái điểm test lại hoặc là cho nó bùng nổ lên luôn sau nó test lại thì đó chính là những cái điểm vào ha còn những cái cổ phiếu phía sau anh chị thấy giống như là kho sen này cũng bắt đầu xem gì bắt đầu phun lên lại cái cây này nó đúng không à. chỉ có một điểm bay vớt vượt khoảng nhà hay hay thôi thì cổ phiếu nó về lại những cái giai đoạn phía sau ngay đúng không à, nó vượt đến ngay đúng không à, sau những cái nhịp rung dũ thì cổ phiếu nó quan trọng nhất là nó hồi phục được này thanh khoản càng kiệt dòng tiền mở biên vào đây chính là những cái tín hiệu tốt ha thậm chí là họ họ phát đấy hôm qua cũng có gửi trong khách hàng của mình là mua đúng không à nên là sau cái những cái nhịp gọi là gãy nền vũ này, quan trọng là cổ phiếu nó hồi phục trở lại được. Đúng không? Và lúc đó trong những cái phiên ngày hôm nay em đánh giá là tương đối tốt và xu hướng chính là xu hướng nó vượt đỉnh, tạo ra một cái nhịp độ tiếp theo. Hay nữa là những cái vùng dưới này này. Đấy anh chị mình càng tối ưu từ canh những cái điểm test lại ha. Đấy còn nếu mà không thì sao chị không thì phải chấp nhận mua những cái vùng giá cao hơn thôi. Lưu ý ha. Đó là cái những cái dòng nó đang rất, rất, là khỏe. Hay tiếp theo cái dòng chứng khoán đi chẳng hạn BSI này anh chị. Tại vì sao trong giai đoạn này nó khó bứt thoát Tại vì các bạn chắc là phải chờ đợi những cái mà cổ phiếu khác trong cái dòng Nó tích lũy đủ Đúng không Khi mà cái dòng tiền nó vào á Thì nó sẽ được chọn lọc và nó sẽ có những cái tín hiệu đồng pha, đồng thuận đi lên Đúng không anh? Đó là những con BSI này Em đánh giá thông thường á Là khi mà gọi là nó bứt thoát Nhưng mà cái điều kiện thị trường chung của chúng ta nó vẫn còn đi ngang á Thì cổ phiếu này nó sẽ duy trì được một cái nhịp độ của nó thôi chỉ khó để mà nó đi gọi là đi trong một cái cái cách riêng lẻ mà nó tiếp tục nó bứt thoát được tại vì những cái dòng của nó nó vẫn đang tích lũy này anh chị. Nhưng mà HCM này, đúng không ạ đây là một cái vùng nền tích lũy của nó mở biên lên thì cổ phiếu nó vào sống ngay đúng không ạ bắt đầu kẹn kia về thanh khoản đây chính là những cái tín hiệu tốt mà chỉ mình canh lấy những, những cái vị thế tại những cái vùng nền như thế này này cho những cái giai đoạn tiếp theo ha ngày tiếp theo là VCI đi chẳng hạn đó cũng là tạo ra một cái biên độ nền đúng không ạ biên dưới biên trên hiện tại bây giờ là vẫn duy trì biên dưới biên trên đúng không ạ tốt nhất thì cứ biên dưới mua biên trên bán ha đấy hay là bắt đầu nó càng kiếp thanh khoản này và cái đồ tích lũy của nó cũng được một tháng rồi nha anh chị em đánh giá là tương đối rồi đấy, tương đối thì có thể lưu ý tới rồi đó. hay là những con SSS này anh chị trước có đề cập với anh chị mình đúng không? bên dưới chị mình mua thì những cái vị thế của chị mình nó rất là tốt, nó rất là an toàn đúng không? hiện tại bây giờ lên biên trên thì gặp kháng cự thì nó sẽ có những cái động nhung nhằng một chút, nó nhung nhằng một chút nhưng mà cái điểm tích cực đó, chính là thanh khoản nó bé, có nghĩa là cái lượng cung nó đã rơi rớt qua những cái nhịp độ rung lắc vừa rồi, đúng không? nó tăng dụng những cái điều kiện của thị trường, tăng dụng những cái sự vận động của thị trường để mà nó rơi rớt những cái lượng cung như thế thì giá đấy là chính là một cái động thái tương đối tốt và hiện tại bây giờ nó chỉ chờ đợi một cái dòng tiền để mà nó xác nhận bùng nổ vượt à, vượt à, theo những cái đi lên ha, à, theo mbs này tương tự này. Đó, bắt đầu siết chặt biên độ này phủ định lại này nhưng mà thanh con cạn kiệt thì chỉ cần một cái điểm rắc đi lên thôi thì nó sẽ là một cái gọi là nó tại sẽ tạo ra một cái nhịp tăng mới đúng không cái nền này em đánh giá là tương đối tốt rồi Đấy, có thể lưu ý tới ha hay là vci rồi này ssi đi chẳng hạn ssi tương tự này đánh vào sách sách gọi là à, uh, kiếp dân biên độ siết chặt biên đúng không cứ siết chặt biên kiếp biên độ thì những cái điểm mà đánh giá là và lấy vị thế tương đối tốt ha đấy, càng tối ưu nhất thì cứ canh test về lại biên dưới đấy là chính là những cái cái vị thế nó càng tối ưu ha nhưng mà trong đánh trong những vùng nền này là những cái vùng nền này, em đánh giá nó tương đối an toàn ha bắt đầu siết chặt biên độ rồi em đánh giá tương đối tốt ha nó chỉ cho đợi một cái lực cầu để mà nó mở biên lên thôi đấy, hay là những con giống như con vnd đi chẳng hạn đấy, những cái dòng này là những cái dòng có thể lưu ý thôi đấy, khi mà nó đạt được những cái độ tích lũy của nó ha đấy, cái nền của nó ha, tiếp theo là cái dòng bất động sản bdr bdr này anh chị thôi là cổ phiếu nó vẫn duy trì trong biên độ biên trên biên dưới đấy biên dưới này biên trên này để mà bắt đầu càng kiệt thanh khoản để mà chờ đợi những cái mà cổ phiếu khác nó tích lũy đúng không à? ạ? Đó là những con này là con tín hiệu cho cái thị trường của chúng ta đó là trước mắt nó sẽ về lại biên trên thôi nếu mà lực cầu giá cao tốt nó bùng nổ thị trường của chúng ta xác nhận trong một cái nhịp đi lên đó, thì xem chị những con này là những con nó dẫn sóng đúng không à? ạ? những con này nó mang tính chất tín hiệu hiện tại bây giờ giữ nhịp kiệt thanh khoản như này tương đối tốt rồi Cứ nghe là, trong những cái lượng cung vừa qua nó rung dũng thì bắt đầu nó càng 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 kiệt dần thanh khoản đúng không? À? chỉ cần một cái điều kiện lực cầu đã nhẹ thôi đó, tại đó yếu tố mở biên thì những phiên phía, phía sau nó vào sóng ngay đúng không hay là những con cái dòng của nó giống như con dg này anh chị sau phiên vụ cổ phiếu cạn kiệt thanh khoản đúng không ạ biên dưới này đã biên trên này đó, chỉ cần một yếu tố mở biên thôi thì sau những cái nhịp điều chỉnh mở biên hướng lên là mua an toàn thậm chí nó sẽ vào một cái nhịp đẩy lên phía sau luôn đấy, lưu ý ha cạn kiệt thanh khoản rồi đấy chỉ chờ đợi một cái phiên xác nhận đi lên thôi hay là tiếp theo đất xanh đi chẳng hạn đó, đất xanh nó giữ biên này cạn kiệt thanh khoản điều kiện rất là tốt đúng không ạ chỉ cần phiên mở biên thì đánh giá cái nhịp phía sau nó sẽ vượt đỉnh đấy, lưu ý ha, đó, chỉ cần một cái phiên biên độ thanh khoản đâu đó là khoảng 30 triệu cổ phiếu vào thôi Đấy, thì cái nhịp sau khi sau này là giai đoạn vượt đỉnh có nghĩa là sau những cái nhịp độ điều chỉnh cổ phiếu mở biên hướng lên đó, thì là chỉ những cái điểm mua nó nó gọi là nó nó đồng thuận với thị trường thì đến chính là những cái điểm vào nó an toàn những cái điểm mở biên nó an toàn gọi là có thể là nó tạo ra những cái nhịp độ xác nhận sóng còn nếu mà trường hợp nó đi lên mà nó không có thanh khoản thì nó sẽ test về lại biên trên Đấy, còn nếu mà cái trường hợp mà dòng tiền nó có vào cái yếu tố xác nhận thì mình giá cái khả năng nó bước thoát bức nền phía trên này rất là cao Đấy, nên là nó sẽ phụ thuộc vào cái cái phiên mở biên của thị trường nó có yếu tố xác nhận về mặt dòng tiền vào hay không lưu ý ha còn bản chất những sau những cái yếu tố rung dậu mà thanh còn nó càng kiệt dần thì đây chính là những cái yếu tố rung dậu tích cực lưu ý ha. ha tiếp theo những cái con giống như là con uh, novaland này anh chị anh chị thấy không cái yếu tố phân kỳ thì khi mà cái thị trường người ta chỉ cần ổn định thôi thì những con cái này nó vẫn tiếp tục nó tăng đúng không anh chị thấy là cấu trúc phân kỳ về giá này đúng không là cổ phiếu nó vẫn dưới trên một cái nhịp tăng thì những con này chỉ có hàng cứ tiếp tục cầm nắm vấn đề gì đâu đây chính là những cái con nó tạo tín hiệu và nó khỏe nó có hiệu ứng tâm lý tốt cho cái thị trường chúng ta hay những cái con cổ phiếu tiếp theo anh chị mình có thể để tới chính là con nam long đúng không nam long có nghĩa là cổ phiếu nó tạo nền đúng không kiếp về thanh khoản anh chị thấy không khác gì mà cổ phiếu của bi ngày hôm qua cả đúng không không khác gì con bi viết ngày hôm qua đúng không nó giữ được cái biên nền sau nhịp độ đúng vũ này giữ được biên nền chặn kiệt thanh khoản siết chặt biên đó thì rất là dễ nó mở biên trong những cái giai đoạn tiếp theo nhưng mà nếu mà anh chị mình chưa có nhóm mình chưa uh, bắt đầu sản á, thì những con này có thể canh vào này đúng không? Kiệt về thanh khoản rồi nó chỉ cần một phiên mở biên lên thì những cái vị thế anh chị mình mua tại nền nó sẽ ăn toàn hàng thì ngày hôm nay cũng có là cũng có nhắn trong room khách hàng của mình là anh chị mình chưa có nhóm ngành bất động sản á thì bất động sản có thể lấy thêm tiếp tục mã cổ phiếu của à, của Nam Long đúng không ạ? Siết chặt biên độ cạn kiệt đánh gọn nó chỉ chờ đợi một cái dòng tiền môi chai vào thì bắt cùng giá 18 nó sẽ đẩy lên một cái nền tiếp tục và xu hướng nó sẽ vượt định trong những cái khoảng thời gian sắp tới. Hà có nghe cổ phiếu có bước chạy đà tốt này, sau đó tái tích lũy hấp thụ cạn kiệt về thanh gọn đúng không Lực cung dần nó tuôn ra đúng không Nó tuôn hết ra thì những cái điểm mơ biên phía sau nó sẽ là những cái điểm cực kỳ an toàn cái những cái vị thế thì chị mình mua tại nền mới biên phía sau là anh chị mình sẽ an toàn là nam long có thể lưu ý tới những cái vùng nền như thế này này canh vào được rồi lưu ý ha nam long này Hay tiếp theo những cái dòng khu nghiệp khác SHC rồi đi chẳng hạn cái cổ phiếu nó tương tự như BDR tương tự như BSI là cổ phiếu nó đang chuẩn biên để mà chờ đợi những cái cổ phiếu khác đó nó đi nền nó hấp thụ và là nó tạo ra những cái sự đồng thuận tích lũy đúng không ạ còn những con này anh chị thấy xu hướng nó nó hồi phục nó vượt gọi là vượt lên thì những con này anh chị có hàng của cá thôi những cái con này là những cái con nó mạnh nhất nó có khả năng leader nếu mà cái dòng nó có xong á thì những con này là những con leader rồi đúng không ạ nó nó phụ thuộc vào cái bước chạy đà của cổ phiếu này còn những con phiếu sau giống như idc đi chẳng hạn thì thao siết chặt biến độ tạo nên nó kiếm thanh khoản chỉ cần phiên mở biên hướng lên thôi thì xu hướng sắp tới nó sẽ gọi là nó vượt đỉnh đúng không ạ nên là chỉ cần một dòng tiền nó vào, vào nhịp thôi thì những phiên phía sau đó chính là những cái cái điểm xác nhận cho cổ phiếu điểm mở biên của cổ phiếu để vào đối với cổ phiếu đúng không ạ còn nếu mà không thì sao anh chị anh chị cũng này anh chị mình cứ lấy trước vì thế điểm mở biên hướng lên anh chị mình đánh gia tăng ha hay là vgc tương tự này Đấy, vượt 54 là một điểm bài ngay đúng không bắt đầu nhìn thấy cổ phiếu đó có những yếu tố sideways đi lên đúng không siết chặt biên độ như này nó đánh giá khả năng bước thoát vùng giá 54 tạo ra điểm bài vốt rất cực kỳ cao nói nên là lưu ý ha tiếp theo những con kbc đi chẳng hạn siết chặt biên độ này anh chị thấy không đúng dụ giữ nên siết chặt biên độ chỉ còn một phiên mở biên hướng lên thôi thì sao vậy thì cổ phiếu nó sẽ về lại những vùng đỉnh đỉnh cũ ngay đúng rồi cái dòng của nó đang tốt nên là những vùng biên nền như thế này này có thể canh lái vào được nhưng mà lái vào trước vị thế cái dòng tiền mở biên hướng lên đó anh chị thấy cổ phiếu nó đã có điểm mồi dòng tiền này đúng không cổ phiếu nó có điểm mồi dòng tiền này nó chỉ cần một cái điểm ra dòng tiền xác nhận phía sau thôi thì cổ phiếu nó sẽ tạo ra một cái nhịp tăng mới Chứ ít là nó sẽ có những cái nhịp đẩy nền mới đối với cổ phiếu ha nên là những cái vùng nền này siết chặt biên độ can kiết thanh khoản đó là những cái vùng an toàn ha à, cùng này ha, tiếp theo đầu tư công vcg hhv rồi chẳng hạn vcg hhv trong giai đoạn này nó hơi yếu nên là nếu mà anh chị mình mua anh nhưng mà bắt đầu nó kẹt kiết thanh khoản rồi này nếu mà cái phiên mở biên hướng lên thì những điểm phía sau đó chính là những điểm mua của chị mình à, những cái điểm mơ sau giai đoạn rung dụng này cổ phiếu kiệt về thanh khoản mà dòng tiền nó bắt đầu nó xác nhận nó chấp nhận vào á, thì dòng sau nó sẽ có một cái nhịp tăng à, nên là những con mà kiệt thanh khoản như thế này, này, có thể lưu ý tới khi mà dòng tiền bắt đầu nó mồi vào ha à, bcg này hay là lcg này lcg tương đối tốt này đúng không kiệt về thanh khoản này chỉ có một phiên mở biên hướng lên thôi là đánh được rồi à, ha tương tự này. sau chia thì cổ phiếu nó giữ nhịp được nãy sau cổ phiếu nó giữ nhịp được nó chỉ cần một phiên mở biên thôi cái dòng nó sẽ đồng thuận ha anh có thể lưu ý tới này còn tiếp theo những cái mạng cổ phiếu giống như là BIDV này đấy, những con mà bắt đầu nó có hiếm hướng nó hồi phục anh chị thấy ngày hôm nay nó vẫn tăng, tiếp tục nó tăng có nghĩa là sao có nghĩa trong giai đoạn vừa qua cổ phiếu nó chống chọi lại được với xu hướng đúng mà bắt đầu nó tạo ra một cái yếu tố đẩy lên tiếp tục đấy thì những con này tiếp tục tạo ra một cái xu hướng mới ha à, nó giữ nhịp cho chỉ cái chỉ số của chúng ta hay là cái CTG này test lại kia cung thì khả năng hồi phục rất là dễ nhưng mà dòng tiền đẩy đẩy vào một nhịp thôi thì cổ phiếu nó sẽ hồi phục mà khi cổ phiếu hồi phục á thì nó sẽ gây ra một cái hiệu ứng tích cực cho cái dòng cho một cái cái chỉ số của thị trường chung của chúng ta hay là những con MBB này tương tự này đã bắt đầu kiệt về thanh khoản rồi thì khả năng nó về lại bên trên ha à, hay là STB đi chẳng hạn đấy cái, à, gọi là ngày hôm trước nó gọi là nó nó tạo ra yếu tố rút chân ngày hôm nay test lại thành còn thấp bình thường anh chị vùng này là những vùng test đáy của phiếu nhưng mà những con này nó hơi yếu hơn thị trường ha nên lựa chọn thì nó sẽ không tối ưu thôi à, tiếp theo những con vi văn đi vi văn kiệt thanh còn này về lại biên dưới có thể canh mua lên biên trên bán nếu mà ưa thích à, còn để mà tối ưu thì chị mình sẽ chọn lọc trong năm cái dòng chính của thị trường của chúng ta thời điểm hiện tại thì nó sẽ phù hợp với yếu tố thị trường ha nên làm đánh giá thị trường này là một cái thị trường nó tạo ra một cái vùng ám đạm là một cái vùng an toàn Đấy, vùng an toàn nhưng mà anh chị mình không vội vàng trong giai đoạn này tại vì sao chị tại vì thị trường bản chất nó không cho chúng ta vội vàng nếu mà nó cứ đi lên nó test đi lên nó test như thế này á thì đâu nhất thiết anh chị mình phải vội vàng đúng không anh chị mình không mua được điểm này mua điểm này không mua điểm này mua điểm này đúng không làm sao để mà nó tối ưu hóa được những cái vị thế của chị mình thì nó sẽ tốt ha à, quan trọng là cái dòng nào đã tìm đánh giá xoay quanh năm cái dòng chính thì đó chính là những cái trạng thái tương đối tốt đối với thị trường của chúng ta ha thì cái quan điểm của em là thị trường của chúng ta là một cái thị trường tích lũy nó bắt đầu đi dần về những cái nhịp kiệt về thanh khoản đây chính là những cái tín hiệu tốt ha và xu hướng khi mà nó bắt đầu nó mở biên dòng nhận giác xuất hiện thì trước mắt nó về lại vùng khoảng đâu đó vùng một nghìn đối với thị trường của chúng ta ha thì đấy là chính là những cái vận động phía sau đối với thị trường ha nếu anh thấy đấy là những cái nhận định của em về yếu tố thị trường thì nếu mà chị mình thấy hay đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất cũng là những cái động lực để mà em ra những video tiếp theo nếu mà chị mình thấy phù hợp với quan điểm đầu tư phù hợp với những cái góc nhìn của anh chị mình thì chị mình có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0339 079 886 để mà cùng đồng hành cùng em trong room khách hàng mình nhận những cái khuyến nghị nó cụ thể nhất nó sâu sắc nhất trong phiên ha thì cũng xin kết thúc video tại đây kính chào anh chị mình hẹn anh chị mình vào video lần sau